tiếp theo sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Geneva hôm 22 tháng 1 năm 2019. Ngày hôm sau, 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam liệt kê những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người so với lần kiểm điểm trước vào năm 2014. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu bật những thành tích đạt được trong việc thực hiện các hướng nghị của Liên Hợp Quốc so với cách đây 5 năm, và kết luận rằng các nỗ lực và thành tựu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tự do tôn giáo và tự do báo chí, đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bất chấp vài ngày trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã vạch ra một bức tranh toàn cảnh u ám rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng. Phúc trình nhân quyền toàn cầu năm 2019 của Human Rights Watch công bố ngày 17 tháng 1 năm 2019 cáo buộc Việt Nam xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin cũng như quyền tự do lập hội và hội họp. Human Rights Watch dẫn chứng bằng cách chỉ ra một danh sách 12 nhà bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù trong năm 2018 vì tội danh tương trường chống phá nhà nước và lên án Việt Nam gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản. Bức tranh nhiều màu tối đó có thể là lý do khiến đại diện nhiều nước chất vấn Việt Nam tại Geneva về những bản án tù nặng hơn đối với những người bất đồng và nếu quan ngại rằng quyền tự do ngôn luận có thể bị bóp nghẹt với luật an ninh mạng bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu năm dương lịch. Theo các tài liệu của Liên Hiệp Quốc, Thụy Điển nêu lên vấn đề quyền tự do đi lại của nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và đại diện xã hội dân sự bị hạn chế và đặt câu hỏi Việt Nam dự định làm gì để bảo đảm quyền tự do đi lại của mọi công dân và Hà Nội sẽ có những biện pháp nào để bảo đảm quyền tự do tụ tập và biểu tình ôn hòa theo tiêu chuẩn ghi trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có tạo ra một quy trình pháp lý cho phép sự thành lập và hoạt động của các tổ chức vô vị lợi. Riêng Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có thông qua công ước chống tra tấn vào năm 2015, nhưng nêu lên các điều kiện tồi tệ trong các nhà tù và cảnh nhiều tù nhân bị ngược đãi, bị hành hạ, nạ, tra tấn khiến một số người chết trong tù. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam cam kết đối xử với tù nhân và duy trì các điều kiện trong nhà tù phù hợp với những gì đã hứa khi tham gia công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và công ước chống tra tấn. Đại diện của Hoa Kỳ đặc biệt lưu ý tới luật an ninh mạng bày tỏ quan ngại về nguy cơ luật này xâm phạm quyền riêng tư, quyền tự do biểu đạt của người sử dụng và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Hôm 24 tháng 1 một đại diện của Human Rights Watch tại Nhật Bản, kêu gọi Tokyo hãy sát cánh với những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Nêu lên một số trường hợp cụ thể, những nhà hoạt động bị ngược đãi hoặc bị đánh đập, tấn công tàn bạo trong mấy năm qua, như nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, ngay cả những người nổi tiếng như ca nhạc sĩ Sui Boy, tức Đỗ Nguyễn Mai Khôi, cũng bị sách nhiễu. Cô bị cấm trình diễn từ tháng 5 2016, dù là người từng đoạt giải album trong năm 2016 của đài truyền hình nhà nước. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, giám đốc của Human Rights Watch tại Nhật Bản, Kanae Doi, viết Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất trên thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội lẫn nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam. Lời kêu gọi đó lại được một giới chức của Human Rights Watch ở Tokyo lập lại. Ông Tepi Kasai còn khuyến cáo, đối với những người coi Việt Nam là một điểm đến yên bình tại châu Á, đầy những món ngon vật lạ, chỗ búa náo nhiệt, điều này có thể gây ngạc nhiên. Bởi vì khó thấy hơn với những khách sạn nhàn du là một thực tế khó nuốt hơn. Đây là một vực thẩm nơi gần 100 triệu người Việt Nam bị tước các quyền tự do căn bản như quyền tự do ngôn luận, hội họp, tụ tập và quyền tự do tôn giáo. Nguyên do chủ yếu là vì Việt Nam trong nhiều thập niên đã nằm dưới sự thống trị của một nhà nước cộng sản độc tài toàn trị, không ai kiểm soát thành viên Nghị viện châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tranh thủ gặp các doanh nghiệp hàng đầu như Apple, Facebook bên lề một hội nghị ở Davos để vận động sự ủng hộ của họ cho Hiệp định Chiến lược này. Tuy viện dẫn lý do kỹ thuật, cho việc hoãn phê chuẩn EVFTA, nhưng nghị sĩ Jill Kern Darling, thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói trên trang Twitter rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trong video thông báo về việc hoãn phê chuẩn, nghị sĩ Raymond Tremosa, một thành viên khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu, nói Mối quan hệ của EU với Việt Nam là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và hiệp định thương mại sắp tới là một điều tốt, nhưng chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề về bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong hiệp định. Tiếp lời nghị sĩ Tremosa, bà Curtin Darling nói rằng vẫn còn trở ngại lớn giữa hai bên cho việc thông qua hiệp định, đó là vấn đề nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền là điều cốt lõi của EU. Bà Curtin Darling nói, đồng thời nói thêm rằng tình trạng ở Việt Nam là rất đáng quan ngại. Nữ nghị sĩ châu Âu còn đề cập đến luật an ninh mạng vốn đang gây quan ngại về hạn chế tự do ngôn luận, vấn đề cưỡng chế đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh và tình trạng hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị tù hoặc giam lỏng vì thực hành các quyền cân bản của họ. Nhắc đến trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nghị sĩ Tremosa cho biết trong các cuộc đàm phán, EU đã yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nhưng cho đến nay vẫn không có phản hồi thích đáng. Ông nói thêm rằng, việc hoãn phê chuẩn mở ra một cánh cửa cơ hội để Việt Nam nghiêm túc giải quyết vấn đề và để đạt được sự đồng thuận lớn về hiệp định tại Nghị viện châu Âu. Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên kiểm điểm hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất về pháp năm 2017 và là một trong những người tham gia biểu tình tại Geneva hôm 22 tháng 1, nói với VOA rằng các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Trong năm 2018, Hà Nội kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Gần đây nhất hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị kết án 14 năm tù. Cả hai người này và nhiều nhà hoạt động cũng như những nhà báo khác đều bị chính quyền kết án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo thống kê của CPJ hồi tháng 12 vừa qua, Việt Nam nằm trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới trong năm 2018, với 47 người lĩnh án tù giam. Thống kê gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý là hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Mặc dù vậy, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nói không có cái gọi là gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bày tỏ chính kiến một cách hòa bình như một số ý kiến nêu ra. Một đại diện Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22 tháng 1, rằng luật pháp việt nam ghi nhận và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận tự do bày tỏ chính kiến các cơ quan chức năng của việt nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận tự do hội họp của mình theo quy định của pháp luật Tuy nhiên, với việc áp dụng luật an ninh mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích là đã dùng bộ luật này để thắt chặt quyền tự do biểu đạt trên mạng. Đại diện của Bộ Công an nói hiện có khoảng 3 triệu blogger ở Việt Nam đang hoạt động bình thường, nhưng ông nhấn mạnh rằng các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo pháp luật và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người, đúng tội, công khai minh bạch. Tuy vậy, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đều tỏ ra quan ngại về các bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra cho các nhà hoạt động và những blogger dám bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc chỉ trích Đảng Cộng sản và chính phủ. Tại buổi điều trần ở Johnny vào hôm 22 tháng 1, các đại diện của phương Tây đưa ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và hành vi tra tấn những người bị giam giữ ở Việt Nam. Đại diện của Mỹ hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam, nhưng lưu ý rằng sự tăng trưởng này không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động. Trong khi đó đại diện của Đức muốn biết liệu Việt Nam có kế hoạch thông qua một luật về hội họp biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình theo hiến định và nếu có thì bao giờ. Đảng Xanh của Đức hôm 15 tháng 1 kiến nghị với chính phủ nước này không ký phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU gọi tắt là EVFTA tại Hội đồng Nghị viện châu Âu vì theo Đảng Xanh tình hình nhân quyền của Việt Nam vô cùng đáng quan ngại. Cũng trong tháng này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền đàn áp của mình. Diễn tiến của tình hình nhân quyền tại Việt Nam gây phẫn nộ đối với dư luận trong và ngoài nước qua các thông tin liên tục xuyên suốt trong năm 2018 liên quan hành động của chính quyền bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn ép cung, cho đến các phiên tòa với những bản án phi lý được định sẵn, có tên gọi là phiên tòa bỏ túi, được ghi nhận ngày càng nhiều và càng tùy tiện. Trong khi đó, tại diễn đàn phiên họp thường niên thứ 73 Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng, Việt Nam đang phấn đấu hơn nữa cho công bằng cũng như đảm bảo quyền cho mọi người dân. Còn Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng 12 năm 2018 đăng đàn tuyên bố Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và sẽ báo cáo tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát toàn cầu UBA, chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 1 năm 2019. Tại hội thảo công bố báo cáo quốc gia về nhân quyền UBA chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 3 tháng 12 ở Hà Nội, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao ông Đặng Hoàng Giang cho biết, bản báo cáo UBA của Việt Nam phản ánh đầy đủ bằng chứng Việt Nam thực hiện khuyến nghị về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc qua việc sửa đổi 96 văn bản luật pháp lệnh về quyền con người như Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. đã cho tự do ghi nhận một số tổ chức nhân quyền như Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm người có trụ sở ở Pháp cũng như giới đấu tranh dân chủ ở trong nước, phản bác rằng bản báo cáo UBA của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2019 là bản báo cáo tuyên truyền, bởi vì các quyền tự do căn bản của người dân bị xâm phạm nghiêm trọng qua các luật định mới được Quốc hội thông qua và ban hành, mà điển hình là luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 khi Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố báo cáo quốc gia về nhân quyền UBI chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 16 tháng 12, công khai đề trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, khẳng định Hà Nội chỉ cải thiện một chút ít, tính từ thời điểm kiểm điểm UBI năm 2014 cho đến hiện tại, tiếp tục hạn chế các quyền tự do của người dân Việt Nam như tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo, vân vân. Cùng trong thời gian trung tuần tháng 12, các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ đến trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để tham gia vào các cuộc gặp gỡ, thảo luận và hội luận nhằm báo động với các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam. Bà Sonia Tantric, đại diện của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền Liên hiệp quốc

Trái lại, tình hình còn xấu đi hơn và chúng ta có những chứng cứ lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng tăng bội. Những chứng cứ lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng tăng bội của chính quyền Việt Nam mà đại diện của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền Liên hiệp quốc đề cập đến cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần 2 của loạt bài ghi nhận quá bay về nhân quyền Việt Nam năm 2000.